Gà tiền mặt vàng còn được gọi là chim công xám. Chúng tuy nhỏ nhắn hơn nhưng bộ lông cũng khá đẹp và hấp dẫn như chim công. Chính đặc điểm này nên đã thu hút được rất nhiều người nuôi gà mặt tiền vàng làm cảnh, bán thu lợi tiền tỷ. Ở Việt Nam có hai phân loại Polypon bicalat bicalat, Lina, 1758, phân bố ở Tây Bắc Việt Nam, phân loại Polypon bicalat Gigi Delacou và Yabulieu, 1924, phân bố ở vùng Đông Bắc kéo dài đến Quảng Nam, Đà Nẵng, khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, núi Chúa, là phân loài đặc hữu của Việt Nam. Đặc điểm nhận dạng gà tiền mặt vàng, gà, chim, được trưởng thành nhìn tổng thể bộ lông màu xám cho hơi nâu. Da quanh mặt vàng phớt hồng. Đỉnh đầu có lông xù lên tựa như màu thấp, màu hơi vàng trắng. Hông, phần trước cổ nâu trắng nhạt. Phía sau cổ, ngực có những vệt trắng rõ. Lưng, phao câu và lông bao đuôi cũng có những vệt trắng xếp thành hàng ngay ngắn, nhưng nhạt mờ hơn ngực. Trên cánh có những sao tròn màu xanh lam óng ánh. Lông đuôi cũng có những sao dạng bầu dục màu lục xanh biếc. Mỗi đôi sao được xếp theo hàng ngang, gà, chim, cái tương tự như chim đực nhưng cỡ nhỏ hơn. Lông xỉn hơn. Da mặt màu hồng thịt. Màu trắng của màu, lông ở gáy và hồng không rõ lắm. Những sao trên cánh nhỏ và đen hơn, ánh sao không rõ bằng ở chim đực. Trên các lông đuôi ngắn nhất không có sao, mỏ đen ở chóp và 2 mét, phần còn lại màu hồng thịt, chân xám nâu. Có hai cửa, mỗi chân một cửa. Còn cái cửa ít phát triển, chưa rõ, số liệu mới nghiên cứu thấy mùa sinh sản của gà tiền mặt vàng kéo dài từ tháng 2 đến tháng 7. Mỗi lứa đẻ 2 đến 3 trứng, vỏ trứng màu trắng ngà. Thời gian ấp 20 đến 21 ngày. Trong nuôi nhốt cũng có số lượng trứng đẻ và thời gian ấp tương tự. Thức ăn của gà tiền mặt vàng là các loại quả, hạt cây trong rừng, ngoài ra chúng ăn thêm côn trùng, dung đất. Ốc sên nhỏ ở núi đá vôi, gà tiền mặt vàng sống đôi hay đàn nhỏ 3 con ở các khu rừng thường xanh ẩm rậm rạp thứ, nguyên sinh, rừng hỗn giao, cây gỗ mọc sen tre, nứa, giang. Ở độ cao 50-1500m dọc các khe suối, sông, các thung lũng và sườn núi đá vôi. Gà tiền mặt vàng cũng có tập tính ban ngày kiếm ăn ở mặt đất, ban đêm bay lên cạnh cây đậu ngủ. Đồng thời trong cùng sinh cảnh cũng có thể gặp được các loài kỵ khác như gà lôi trắng, gà lôi hông tía, gà rừng, các loại gà so. Hiện nay loài này phân loại 1, Polypon bicalat bicalat, phân bố ở Tây Bắc Việt Nam. Còn phân loại 2, Polypon bicalat gigi, phân bố ở vùng Đông Bắc kéo dài đến Quảng Nam, Đà Nẵng, khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà, núi Chúa, là phân loại đặc hữu của Việt Nam. Ngoài ra trên thế giới loài này còn phân bố ở Đông Bắc Thái Lan, Thượng Lào, Trung Quốc, Vân Nam. Về giá trị, gà tiền mặt vàng là loài chim quý, có một trong hai phân loài là đặc hữu của Việt Nam, có giá trị khoa học, thẩm mỹ, thương mại. Do những giá trị mà loài này mang lại nên hiện nay số lượng loài này đã bị giảm nhanh và hiếm dần do bị mất rừng làm mất nơi trú ngụ, nguồn dự trữ thức ăn, khu phân bố bị thu hẹp nhanh, nạn săn bắt bừa bãi kéo dài, do đó tại nhiều địa phương đã trở nên hiếm. Do vậy hiện nay gà tiền mặt vàng được xếp vào nhóm IB loại nguy cấp, quý, hiếm, ưu tiên bảo vệ. Toàn dân cần tích cực bảo vệ gà tiền mặt vàng ở các khu vực chúng có mặt, kể cả trong và ngoài các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên. Là loài khá thân thiện, không hiếu chiến, dễ thuần nên hiện nay có một số địa phương đã nhân nuôi loài này, nhưng có đặc điểm là chúng rất khá ồn ào nên khi nuôi gà tiền mặt vàng này phải hiểu được những đặc điểm của chúng mới dễ chăm sóc. Nguồn dinh dưỡng chính của gà mặt tiền vàng là cám viên. Ngoài ra chim cũng thích ăn những loại rau củ khác như rau diếp, cỏ gà, bồ công anh, cỏ xanh và các loại quả như cà chua, nho, dâu, nhưng không nhiều. Gà tiền mặt vàng cũng không thể tránh khỏi dịch bệnh, nhiễm khuẩn hay tiêu chảy bởi chúng là loài ăn tạp nên cách phòng bệnh là yếu tố quan trọng và hàng đầu khi nuôi gà mặt tiền vàng. Khi bị bệnh, lông của chúng xù lên, xơ xác và thân thể gầy mòn xấu xí. Do đó bạn phải biết cách phòng bệnh cho chúng bằng cách thường xuyên vệ sinh nơi chúng ở, khử trùng chuồng trại thường xuyên. Đặc biệt, tiêm phòng hoặc cho gà uống các loại vitamin tăng sức đề kháng để chúng có thể quật lại bệnh tật.